Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 4 tháng 5, tức ngày 15 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích quốc gia núi và đền Đồng Cổ làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã phối hợp tổ chức khai mạc lễ hội đền Đồng Cổ năm 2023. Dự lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản Quốc gia, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, các ban, sở, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, các huyện trên địa bàn tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Yên Định qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân và du khách. Tại chính điện đền Đồng Cổ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dự nghi thức trình tấu trúc văn tưởng nhớ thần Đồng Cổ đã có công phổ giúp vua Hùng và các triều đại giữ yên bờ cõi, bảo vệ nền độc lập dân tộc cùng các bậc tiền nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Theo truyền thuyết và sử sách xưa, vào thời Hùng Vương, nhà vua đi dẹp loạn Hồ Tôn ở phương Nam, đến chân núi Khả Lao, nay là làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định thì nghỉ chân. Trong giấc chiêm bao, vua được một vị thần xưng là thần núi Đồng Cổ báo mộng rằng dưới chân núi có trống Đồng Cổ, đào lên dùng tiếng trống làm linh khí đuổi giặc. Nhà vua làm theo. Quả nhiên, quân giặc nghe tiếng trống đồng âm vang đã sợ khiếp vía và rút chạy. Thắng trận trở về, vua phong cho thần núi Khả Lao là Đồng Cổ Sơn Thần và cho dựng miếu thờ. Đến thời nhà Lý năm 1020, Thái tử Lý Phật Mã vâng lệnh vua cha đem quân đi dẹp giặc chiêm thành ở phương Nam. Khi dừng chân ở ngô đền cổ bên núi cũng được thần hiển linh báo mộng trợ giúp. Thái tử Lý Phật Mã vào đền lễ tạ và xin được rước thần về kinh đô giữ nước hộ dân. Năm 1028, vua Lý Thái Tổ băng hà, thái tử lên ngôi hoàng đế, được thần báo mộng loạn tam vương. Vua xuống chiếu phong thần là thiên hạ minh chủ, thăng lên làm thượng đẳng thần. Hàng năm cho lập đàn trước cửa đền, sai các quan đến lễ và đọc tuyên thệ. Nhiều triều đại sau, thần núi Đồng Cổ cũng hiển linh trợ giúp. Với những giá trị văn hóa lịch sử quý giá, năm 2001, khu di tích núi và đền Đồng Cổ được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Lễ hội Kỳ Phúc đền Đồng Cổ tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ thần Đồng Cổ và các bậc tiền nhân đã trở thành di sản phi vật thể mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, ngoài phần lễ truyền thống, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Thời gian tới, huyện Yên Định sẽ phối hợp với các sở ngành xây dựng hồ sơ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận lễ hội đền Đồng Cổ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm bảo tồn, phát huy hơn nữa giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch, góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của đất và người Thanh Hóa nói chung, của huyện Yên Định nói riêng.